Uống đi con. Này, làm việc khuya khoắt thế này có đủ tiền mua lại nhan sắc không con? Con ngoài 30 rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà bố mang sữa cho con uống buổi tối nữa. Thế nhiều tuổi thì không phải là con gái bố à? Uống đi. Cô thì chỉ được cái háo ngọt, chỉ có mỗi chuyện lấy chồng thì không chọn được cái anh mà biết nói ngọt thôi. Ở trong Nam, cứ mỗi bữa cơm là bố ngồi uống rượu nói chuyện trên trời thế bể mấy anh con trai. Thế mà ra ngoài này muốn uống chén rượu với con rể mà khó thế. Sao nó đi công tác lâu thế hả con? Anh Minh ngồi với bố cũng có nói được gì nhiều đâu, mà bố cần người bố cùng ạ. Đúng là cái thằng nó không biết nói chuyện. Ngồi uống rượu với bố vợ thì cứ bảo uống là uống, không có thì lại ngồi lì ra ấy. Mà từ ngày con đi lấy chồng, có lần nào con về mà không có nó đâu. Tự nhiên bố ông thấy nhớ con rể. Hay là con gọi điện cho bố nói chuyện với nó một tí. Dạ thôi, bây giờ cũng muộn rồi ạ. Con nghĩ anh Minh cũng đi ngủ rồi bố ạ. Đấy, bây giờ muốn nói chuyện với con rể mà cũng khó thế đấy. Đừng nói gì với bố về chuyện hai đứa. Từ từ tôi sẽ tìm cách nói chuyện với bố. Anh đến làm gì? Em bạn nói với bố anh đi công tác. Em sẽ ở với bố mấy hôm mà. Sáng mai rảnh, qua nhà uống trà với bố nhá. Bố nhắn đấy. Hay là bố biết hết mọi chuyện rồi à? Cũng chỉ tại em đấy, chuyện bé cứ xé ra to. Mà hôm nay em đi làm hay được đi tiệc đấy? Bố biết rồi thì anh ở lại nói chuyện với bố đi. Em không được co với anh đâu. À, Minh Sang giờ đấy hả? Bố ạ. Lệ này, hôm nay cho bố mượn xe máy, bố đi có chút việc nhá. À, dạ. Hai đứa chở nhau đi làm đi. Lấy mũ đi kìa.